Xin chào mọi người. Chào mọi người, đây là siêu khuyển. Giới thiệu lực. Mọi người một em được Duron. Đây siêu khuyển luôn. Chân tay là nhờ, siêu khổng lồ. Cao bằng Lâm rồi. Cao bằng em ngồi luôn rồi. Đấy, đây mọi người nhìn này. Mới có 2 tháng thôi. 2 tháng mà nhìn nó như này. Bên đúng em đó, đúng đã tiêm phòng đầy đủ rồi nhá. 2 mũi vaccine rồi. Chó con thì nói chung là mọi người mà có nuôi sinh sản ấy, thì cứ liên hệ bọn em sẽ tư vấn cho các bác nuôi sinh sản luôn. Này gì này, sướng nó mở này. Chó con thì cứ tầm độ 30 35 ngày thì mình sẽ tẩy giun lần một. Mà chó con thì nên tẩy giun cái loại mà của riêng cho chó con, loại dạng nước ấy thì nó sẽ an toàn với chó con. Còn đâu tiêm mũi 2 thì từ 40 cho đến 45 ngày thì sẽ tiêm mũi 1. Tiêm mũi 1 xong thì 20 ngày sau mình sẽ tiêm mũi 2, thế nên là chó con xuất bán nhà em thì bao giờ phải tiêm 2 mũi và tẩy giun 2 lần rồi ấy. Đây cho các bác xem. Đây quay ngang này, chân dài một cái đến nách luôn. Lông rất là sát mọi người nhá, sau mà mình nuôi là kiếp. Lông nó nhìn lông kìa, quần áo tả tơi và giường chó có khác. Sau về nuôi là không phải cho tắm nhiều giống như Bích Đức, Bích Đức nó vui lắm, lông nó ra đây bộ này, lông nuôi là sát, lông nó sát này, thoải mái mà nó không hôi đâu. Đúng rồi, Bích Đức lông hai lớp nên là nó hôi lắm đấy, nhìn rất là thanh thoát chó đúng không mọi người. Nhìn cái dòng này đây. Nó dài nhỉ, dài chó trường chó chuyên huấn luyện được. Con này mõm mõm dài nhá, anh chị là thích mõm dài thì inbox cho em. Yêu em này thì siêu khuyển rồi. Okay. Ai mà thích màu này thì cứ liên hệ cho bọn em nhé. Ok, xin chào. Rồi, xin chào mọi người. Chào mọi người đi con. Chào.